Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách copy tài khoản Half-Rec. Thì trước tiên anh em muốn copy được tài khoản Half-Rec thì phải mở được một cái tài khoản Half-Rec. Anh em có thể bấm vào link này ra, hoặc là cái link mình để dưới cái phần mô tả ở kênh YouTube. Sau khi bấm vào cái link đó mở tài khoản, đăng ký cũng như xác minh giấy tờ chứng minh nhân dân xong thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản như thế này đó. Sau khi chúng ta mở tài khoản thành công, xác minh được chứng minh nhân dân thì khi đó chúng ta vào phần HACCOPY mở tài khoản đầu tư theo của tôi. Ở phần mục này thì mình sẽ cần phải điền một số thông tin của nó, ví dụ như cái vốn dòng của bạn bao nhiêu phần trăm này, là chọn tầm 21.5%, bạn sử dụng phần trăm tổng thu nhập chọn tầm 21.70%, vui lòng mô tả chênh lệch và chọn tôi có thể tiết kiệm tầm 30% thu nhập của mình này, mới chọn West. Các tình huống có thể chọn rủi ro thua lỗ tầm 75%, mở vị thế trong 24 giờ, doanh thu bổ sung mình ghi là thu nhập ngắn hạn đó. Xong rồi ta gửi câu trả lời. Sau khi gửi câu trả lời thì thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục mở tài khoản HFCopy. Ở đây cho đoạn 7 sẵn 1.400. Rồi đây chúng ta điền IP 320742 xanh này, nó bấm vào đây, tài khoản mở cửa. Đó. Sau khi mở cửa thành công thì chúng ta này đó, cái này chúng ta copy vào để mở T4 để sao chép.